hương bồ tiền dốc lòng thành kinh khói ngạt ngào thấu đến tìm thiên lê mại chúa tiên thỉnh mời lê mại chúa tiên đi núi dùng chúa mử chân biển tiên hoàng sơn ni lung lung các lang tiền kinh
tiếng mát tiếng mường. Yeah.
bao ra sớm chiều hồ mây lạnh chiếu lưng đèo đi thank you.
chân linh sắc nghi phong thương đạo hiểu đi tối linh tây thiên ni tam đạo đi linh thành bàn chú ngự cảnh thanh nghiêm một nhang dâng thành kinh quỷ tối. Sầu chùa tiên chùa bà đệ nhất nhất tây thiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đề nghị người đồ dân văn tiên
vua Nguyễn Hồ Bắc Giang Yên Thế là tới quê nhà. Ngã tư phố khép mà đi vào đền thờ Chúa Nguyễn bốn mùa cầu lộc lộc bình an bảo bảo xanh bách bố thank you.
kiếp hay nợ giáp nơi hồng trần. Quả như lời song thân tham thờ gặp được thầy vốn ở đồi xanh, thương người hiếu thảo hiền lành, bao nhiêu phép lạ quyền hành ban cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gái thôn quê thơ ngây nên đã phải đã khổ tâm sống âm thầm mồ côi cha mẹ gặp đường thầy quỳ gốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân
tôn xưng thì hiệu huyền hồ, tiên tri sự nghiệp cơ độ công danh nghe. Nào trẻ già làm thanh nữ tu, nào vợ chồng nhà cửa cát hung hiệu cầu tất được về.